Phật thăng xa la nang khá chá mi. Con đem mất lòng thành kính xin quý Phật. Thầm mang xa la nang khá chá mi. Con đem mất lòng thành kính xin quý Pháp. Sáng khang la nang khá chá mi. Con đem mất lòng thành kính xin quý Tăng. Đô ti yam pi Phật thăng xa la nang khá chá mi. Con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Đô ti yam pi tham mang sa la nang kha cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ nhì. Đô ti yam pi sáng khang sa la nang kha cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ nhì. Ta ti yam pi bụt thang sa la nang kha cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ ba. Ta ti yam pi tham mang sa la nang kha cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ ba. Ta ti yam pi sáng khang sa la nang kha cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ ba. Tuy Saranagahanam Paripunnang, phép quy tâm bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Amaphante, dạ xin vâng. Banati bata, vệ ramani sekha banang sama diyami. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Adina dana vệ ramani sikha padang sama yami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumichaha chara vệ ramani sikha padang sama yami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự tà dâm. Musa wada vệ ramani sikha padang sama yami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự nói dối. Sủ ra mê ra yam chấp ba ma đa tha na vệ ra ma ni sê kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất sai. Anati pata vệ ra ma ni sê kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sư sát sanh. Adinna dana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sư trộm cắp. Kame sumicha chara veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sư tà dâm. Musa wada viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự nói dối. Sura meraya macha pamatatana viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự dễ dỗi uống rượu và các chất say. Imani bancha sikha badane sathukang katawa atmavadene chakalang sammarhitabang. Chí thiện tinh nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch với vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên vui vui. Amaphante, dạ xin vâng. Silena sugatan yanti silena pho samada silena nipotan yanti tasma silang viso tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tính phải ráng thọ trì dễ lực cho đường trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu lành thay. Dạ, thay mặt đại chúng trong rung, con xin được thành kính tri ân đại đức minh hạnh và từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức tăng để truyền tam quy ngũ giới đến hàng phật tử chúng con. Với lòng thành kính làm lễ tán dứt tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên
Chúng con xin hồi hướng đến các vị hữu ân thầy tổ, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A La Hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, duyệt đoàn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phuttaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới Bát Thanh Na xin được nhường lại cho Sít MC Nhật Huỳnh. À, kính mời Sít Nhật Huỳnh. Dạ sa thú kính cảm ơn Vinh Bát Thanh Na. Dạ cảm ơn Sít Rạng Đông và Nhật Huỳnh vì được tín hiệu. Dạ cảm ơn Vinh Bát Thanh Na. Dạ cảm ơn Quang Thanh. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Đại Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Nhật Quỳnh kính chào Vinh Quát Tha Ná, kính chào Maha Ra Chán, kính chào Chanh Ná Ra, kính chào Thì An Lạc, kính chào Muôn Bỏ, kính chào xin ngồi nghe, kính chào Xích Rạng Đông, kính chào Châu Phan, kính chào Vũ Cảnh, kính chào IQ em đó, mến chào Quang Thanh, mến chào Cẩm Vân, kính chào Ngọc Đặng, kính chào anh chị Phan Quang Liên, kính chào Tâm Hạnh. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhật Bình, kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đặt từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đầu tràng kính cảm ơn Vinh Quát Tha Ná đã thay mặt đầu tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đầu tràng kính cảm ơn Sức Rạng Đông đã mở rung và cho đầu tràng thính pháp. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ Đại Đức có trước máy không cho con xin một tín hiệu ạ. Con xin thay mặt đạo tràng cùng thỉnh Đại Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn tiên phong ôn hoài pháp quốc kinh số 154. Dạ kính tri ân sư Nhật Bình, kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên, kính mời Vinh Quát Thanh Á, mến mời Xích Trạng Đông, kính mời Bụ Cảnh, mến mời Cẩm Vân, mến mời Quang Thanh, mến mời Thina. Thina mới vào đầu tràng. Dạ một lần nữa con thành kính lãnh dạ một con thành kính dân mít đến Đại Đức ạ. Dạ sau đó thì kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên và dạ, tất cả đạo tràng. Dạ con kính dân mít đến sư. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đánh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con thành kính đánh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài Kinh Pháp Cú. Câu số 154. Gahaka Rakadito Sik Punage hằng naka hasi sappate pha sukha phát ra các hắc cu tăng vi sanh khát tăng vi sanh kha raga tăng chít tăng tăng hà năng khayamat chaga. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, người không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham thải tiêu vong. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hỡi này anh thợ nhà kia, rui mè kèo cột gãy lìa nát tan, bao tham ái thảy tiêu tàn, tâm ta thắng đạt niết bàn thảnh thơi. Là bản dịch của Đại Đức Tâm Cao ạ. Dạ con xin kệ ạ. Gahaka rakade thosi punage hang nakasi
sappa te sukha sappa te pha sukha pha ga gahaku tang visangkha tang visangkha raga tang cittang tanhanang kha tanhanang khayamacchaga yahaka rakanito si punagehang nakahasi sappa te pha sukha pha ga Gahaku tang visangkha tang visangkha raga tang cittang tanhanang khaya macchaga Gahaka raka ditho si punagehang nakahasi sapa te fa sukha phaka Gahaku tang visangkha tang visangkha raga tang cittang Tanha nang khaya matchaga. Dạ con xin hết ạ. Kính mời cô tu nữ tại duyên tiếp theo ạ. Dạ sa thu lần hai. Kính chào ân sư. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức. Kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Dạ, tự nhiên xin kệ kinh pháp cú số 154. Dạ, cảm ơn huynh Vathana. Gahaka rakadittho si unapge hang nakka hasi sabbate phasukha phakha. Gahaku tang wisang khat tang wisang kha ra ka tang chit tang tanha nang kha yamat chaga Gahakara ka ditho si unage hang nakahasi Sapba te pha sukha phakha Gahaku tang visangkha tang Visangkha raga tang cittang Tanha nang kaya macchaga Gahakara kaditho si punagehang nakasi sabbate pasuka pakka gakutang visangkhatang Visankhara gatang cittang Tanha nang khaya macchaga Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi. Người không làm nhà nữa, đòn tay người bị gãy. Kèo cột, ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt. Tham ái thảy tiêu vong. Thổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hỡi này, anh thợ nhà kia, rui mè kèo cột, gãy lìa nát tan. Bao tham ái thảy tiêu tan, tâm ta thắng đạt niết bàn thảnh thơi. Phổ thơ đại đức Tâm Cao. Dạ cảm ơn huynh và đạo tràng. Dạ bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Rằng Đông. Dạ kính mời chị. Sa thú cô tu nữ tuệ duyên, cùng kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên, con kính chào đạo tràng, kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu nghe rõ.
Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 154. Ga ca ra ca đức thô si puna ghe hằng na ca ha si sa ba te pha su ca phát ga ga cù tăng quy sằng kha tăng quy sằng kha ra ca tăng chích tăng thành hà năng khả gia mát cha ga ga ca ra ga đức thô si pu na ghe hằng la ca ha si sắp ba tê pha su ca phát ga ga cù tăng quy sằng kha tăng quy sằng kha ra ga tăng chích tăng thành hà năng khả gia mát cha ga ga ca ra ga thích đức thù si pu na ghe hằng na ca ha si sa ba tề pha su ca phát ga ga ha cù tăng quy sằng kha tăng quy sằng kha ra ga tăng chích tăng thành hà năng khả gia mát cha ga. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi. Người không làm nhà nữa, đòn tay người bị gãy, kẹo cột người bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thải tiêu vong. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ga ha ka ra ga đức thù si, pu na ghe hằng na ka ha si, sa ba tê pha su ka phát. Gà gà ha cù tằng quy sằng kha tằng quy sằng kha ra ga tằng chích tằng tằng hà nằng kha gia mát cha gà. Hỡi này anh thợ nhà kia, rui mẹ kẹo cột gãy lìa nát tan, bao tham ái thải tiêu tàn, tâm ta thắng đạt niết bàn thảnh thơi. Bản dịch của Đại Đức Tâm Cao. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú, sa thú, kính cảm ơn Xích Rạng Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ Giáo Pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thường Tòa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô phụ nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài có pháp cú số 154. Gá há ca rá cá đít thồ xí phú ná ghê hằng ná ca há xí sắp bà tề bà su ca bắt gà gá há cù tăng quý sằng khá tăng quý sằng khà rá gá tăng chít tăng tan hà năng khá giá mát chá gà. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi. Người không làm nhà nữa, đòn tay người bị gãy, kèo cột người bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Minh Châu. Hỡi này anh nhà thợ nhà kia, rui mè kèo cột gãy lìa nát tan, bao tham ái thảy tiêu đi tiêu tàn, tâm ta thắng đạt niết bàn thảnh thơi. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Tâm Cao. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Sitina. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 154. Ka ha ka ra ka ti tho si pu na ge hang na ka ha si sap pa te pa su ka va ka ka ha ku tang vi sang kha tang vi sang kha ra ka tang chi tang tang ha nang kha ya ma cha ka ka ha ka ra ka tin tho si pu na ge hang na ka ha si sam pa te pha su ka pha ga ka ha ku tang vi sang kha tang
Vi sang kha ra ga tăng chít tăng tăng ha năng kha ya mát cha ha chắc ga. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi, người bị gãy. Kẻo cột bị tan, tâm ta đạt tịnh diệt, tịch diệt. Ka ha ka ra ka din tho si hu na ge hang na kha ha si sam pa te pa su kha phang ga ga ha khu tang vi sang kha tang vi sang kha ra ga tang chin tang tang ha nang kha ya man cha ga ga ha ka ra ka din tho si pu na ge hang na ka ha si sam pa te pa su ka phang ga ga ha khu tang vi sang kha tang vi sang kha ra ka tang chin tang tang ha nang kha ya man cha ga. Hỡi này anh thợ nhà kia, rui mè kèo cột gãy lìa nát tan, bao tham ái thảy tiêu tàn, tâm ta thẳng đạt niết bàn tạnh thời. Dạ con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Cảm ơn sư Tina. Và con kính đảnh lễ Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Kính chào thầy đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 154. Cảm ơn chú Quát Thà Ná đã bắt bài. Ga ha ka ra ka di thô si bu na ghê hằng na ca ha si sắp ba tê pa su ca pha ga ga ha cu tăng quy sang kha tăng quy sang kha ra ga tăng chi tăng tan ha năng ra mách cha ga ga ha ka ra ka di thô si bu na bu na ghê hằng na ka ha si sắp ba tê pha su ka pha ga ga ha ku tăng quy sang kha tăng quy sang kha ra ga tăng chi tăng tan ha năng kha ra mách cha gà. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, người không làm nhà nữa, đòn tay người bị gãy, kèo cột người bị tan, tâm ta đạt tịnh diệt. Phong đấy của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Ga ha ka ra ka din thi so si bu ga ng na ka ha si sam ba te pa su ka va ga ga ha ku tang quy sang kha tang quy sang ka ra ga tang chi tang tan na nha na kha già mách cha ca ga ca ra ca rin thô si bu ne ke hăng na ca ha si sập ba te pa su ca văng ga ga ha cu tăng quỳ sang kha tăng quỳ sang kha ra ga tăng di tăng tan ha nha năng kha ya mang cha ga. Hỡi này anh thợ nhà kia,
Rui mèo kèo cột gãy lìa nát tan, bao tham ái thầy tiêu tàn, tâm ta thắng đạt niết bàn thành hơi. Đấy của Đại Đức Tâm Cao. Dạ con đã đọc xong, con kính mời vị kế tiếp. Sa thu lần tay quan thành. Nam mô Phật Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya, kính đại lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đại lễ cho Đại Đức Tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin được kể kinh Pháp Cú số 154. Dạ cảm ơn Sít Rạng Đông, Sít Nhật Thuyền Quang Thanh cho biết nghe rõ. Dạ ha ka ra ka di tho si pu na ge hang na ka ha si sa ba te pa su ka pa ga ga ha ku tang vi san kha tang vi san kha ra ga tang chi tang tan ha nang kha ya mat cha ga. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, người không làm nhà nữa. Đòn tay người bị gãy, kèo cột người bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái tiêu vong. Bản dịch này Minh Châu. Hỡi này anh thợ nhà kia, rui mè kèo cột gãy lìa nát tan, bao tham ái thảy tiêu tàn, tâm ta thắng đạt niết bàn thảnh thơi. Bản phổ thơ của Đại Đức Tâm Cao. Nam mô Phật Tha. Dạ con xin được kính mời Sít Nhật Huỳnh tiếp theo nha. Dạ sa thủ kính cảm ơn Vinh Vách Thanh Lá. Dạ cảm ơn Răng Đông cho Nhật Bình biết được tâm pháp ơi. Nhật Bình thấy tâm pháp vào đạo tràng, tâm pháp có kể không, có trả bài không thì Nhật Bình mời tâm pháp nha. Tại vì máy của sư Minh Mẫn hơi bị chậm một chút, nên còn thời gian mời tâm pháp. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sáng Khà Giá, thành kính lên lệ cho Tôn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, con kính chào quý đạo hữu. Dạ kính tri ân Sức Nhật Quỳnh, con kính trang đạo tràng cho biết âm thanh rõ. Con xin phép đọc câu Phật ngôn 154. Gaha ka raka ditho sipuna ke hang naka hasi sat be te pa suka pakka gaha ku tang vi sang kha tang vi sang kha raka tang jit tang tan ha nang khaya mat cha ga. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy người không làm nhà nữa, đòn tay người bị gãy, kèo cột người bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ka ha ka ra ka di to si pu na ke hang na ka ha si sa pa te pa su ka pa ka ka ha ku tang vi sang kha tang quy sang kha ra ka tăng chi tăng tan ha năng kha ka mắt cha ga. Hỏi này anh thợ nhà kia, rui mè kèo cột gãy lìa nát tan, bao tham ái thảy tiêu tàn, tâm ta thắng đạt nếp bàn thảnh thơi. Của Đại Đức Tâm Cao. Dạ con kính tri ân chú Quốc Thà Ná, cô Rạng Đông và kính chiêm Sức Nhật Quỳnh. Dạ con thành kính đại lễ Đại Đức Minh Mẫn. Dạ kính mời Sức Nhật Quỳnh. Nam mô Bích Hà chá. Dạ Nam mô Bích Hà giá, Nam mô Thâm Ma giá, Nam mô Sa giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Minh Mẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức Tăng.
kính lễ với bà với cô tu nữ, kính chào với anh chị trên đạo tràng. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu nghe rõ. Cô xin kể cô kính có số cho 154 ạ. Gà ha ca ra ca đinh thô si vô na ghê hăng nà ca si sầm ba tê pha su ca bắc gà 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 ha cu tăng vì sang ca tăng vì sang ca ra gà tăng chín tăng tăng ha năng kha gà mạch cha gà. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi. Người không làm nhà nữa, đòn tay người bị gãy, kèo cột người bị tan. Tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Đó là Phật tổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hỡi này anh thợ nhà kia, ngươi mà kèo cột để lìa nát tan. Bao tham ái thảy chưa tàn, tâm ta thắng đạt, niết bàn thảnh thơi. Đó là tổ thơ của Đại Đức Tâm Cao. Dạ, cảm ơn Vinh Quát Thái Ba đã bóp bài ạ. Con xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn sự trần đạo. Nam Mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ. Đại Đức Minh Mẫn vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, con cũng thành kính đảnh lễ chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Rạng Đông, cảm ơn Trần Đạo, cảm ơn Quang Thanh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tự Đức. Dạ, từ bi vị, tiên phong ung bài pháp của kinh số 154. Nhật Quỳnh kính cảm ơn sức Trần Đạo, cô tu nữ tệ duyên tâm pháp Vinh Quát Thanh Á. Xích Quang Thanh, Xích Thi Na, Xích Cẩm Vân đã hoan hỷ ông bài pháp của kinh số 154. Dạ, cảm ơn tâm pháp cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Vinh Quát Hà Na cho bài học. Bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đóng tâm thanh tịnh, cung thỉnh pháp sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay, câu pháp của kinh số 155. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Săn Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu da ha sa. Phạm thiên vẫn ngầm người khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hà chát vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh nhài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi gặp chúng ni, tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh Đại Đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng viên sự cũng như ý nghĩa câu pháp của kinh số 155. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến sư. Dạ, sa thú lành thay, kính tri ân cô Nhật Quỳnh.
Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con thành kính đảnh lễ Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính trân quý vị đã cho biết là âm thanh nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học pháp cú với câu kệ số 155. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này 2 lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn thứ nhất của câu kệ: Acharitoa Brahmachariyam, Acharitoa Brahmachariyam. Đoạn thứ hai: Alatthayopanethanang, Alatthayopanethanang. Đoạn thứ ba: Chinna kuncha vachayanti, Chinna kuncha, Chinna kuncha vachayanti. Đoạn thứ tư: Khi na mache wa palale, Khi na mache wa palale. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Đoạn thứ nhất chúng ta thấy có 2 từ, từ đầu tiên acharitoa, acharitoa, đây là một hợp từ chúng ta tách ra a cộng với là charitoa. Charitoa là bất biến quá khứ phân từ của động từ charati. Charati có nghĩa là sống, thực hành, mà quá khứ thì là mình dịch sau khi, sau khi sống, sau khi thực hành. Rồi tiếp đồng ngữ á là một phủ định từ, có nghĩa không. Thành ra acharitoa là sau khi không sống hay là không thực hành. Hoặc là mình dịch là đã không sống, không thực hành. Từ thứ hai, Brahmachariyam. Brahmachariyam. Brahmachariyam đó, nếu mà mình tách ra đó, thì mình cũng tách là Dhamma cộng với là Chariya. Để chia thành đối cách, làm thúc từ cho cái bất biến quá khứ phân từ ở trước. Brahma là tạm trú hay là tạm hành. Chariya đó là đời sống. Thành ra nguyên cả cái cụm từ Brahmachariya dịch là đời sống phạm hạnh. Rồi đoạn thứ hai. Có 3 từ, từ đầu tiên Alatha, đây cũng là một hợp từ chúng ta tách ra A cộng với là Latha. Latha đây là một cái bất biến quá khứ phân từ của động từ Lapati, là có được, đạt được. Rồi tê thêm tiếp đồng ngữ Á, tiếp đồng ngữ Á có nghĩa phủ định là không. Thành ra Alatha là sau khi không đạt được hay là sau khi không có được. Hay là đã không có được, đã không đạt được. Tức là chỉ cho quá khứ. Từ thứ hai, Yopane là Yopana mà chia theo cách thứ 7 số ít. Tức là định sơ cách. Yopana có nghĩa là Yopana này tương đương với từ tiếng Anh là youth, là Yopana là tuổi trẻ hay là thanh niên. Ừ.
Dốc ba nê thì mình dịch ra là trong thời tuổi trẻ hay là trong thời thanh niên. À, từ cuối cùng tha năng. À, tha năng là túc từ của cái quá khứ phân từ alattha trước. Tha năng, tha ná chia theo đối cách. Tha ná có nghĩa là tài sản. À, chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba có hành từ đầu tiên chinh á cun cha quá. À, đây là một hợp từ chúng ta tách ra chinh á cộng với là cun cha cộng với là đi quá. Rồi chinh á chinh á đây là một cái quá khứ phân từ của cái động từ chirati. À, chứ ra tí là già lúa. À, hư hoại. À, chinh á. À, có nghĩa là ở đây đó lấy theo cái nghĩa tính từ. À, thành ra mình dịch đó là già, cũ. Rồi con cha. À, là con cha. À, mà chia theo chia theo chủ cách số nhiều. À, thành ra nó có cái hình thức là côn cha. Côn cha là con cò. À, từ cuối cùng ý quá là giống như ví như. À, từ cuối cùng cha giam tí là cha giá tí. À, mà chia được cái, đây là cái động từ cha giá tí mà chia theo ngôi thứ ba số nhiều con cha đó xin lỗi, thành ra nó có cái hình thức là an tí. Cha giá tí có nghĩa là bị khô héo, bị thiêu đốt, bị tiêu tủy. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Bị tiêu tủy, khô héo tiêu tủy. Rồi đoạn thứ tư chúng ta thấy có hai từ từ đầu tiên khi nó mất chê quá. À, đây cũng là một hợp từ chúng ta tách ra. Khi nó cộng với là mất chá, cộng với là y quá, cộng với là y quá. Khi nó là khô cạn nè. À, rồi mắt khác là ao, cái ao. Ê quá ở đây đó ha. À, là mình hiểu nó giống như là ý quá ha. Hoặc là ở đây có hai cách hiểu. Một là giống như ý quá là từ so sánh đó. À, hoặc là mình hiểu chữ ê quá ở đây đó là một cái từ nhấn mạnh đệm thêm cho đủ âm. À, rồi từ cuối cùng palale là palala. À, palala mà chỉ theo cách thứ bảy số ít, thành ra nó có cái hình thức là e. Palala đó là cái ao. À, palala là cái ao hay là cái hồ mà nó nhỏ thôi, cái hồ mà nó nhỏ. Ủa hồi nãy chúng tôi lấy nghĩa cho quý vị cái chữ mắt khá là cái gì? À, xin lỗi với quý vị đó là cái từ ở trên ha, khi nó mắt chê quá đó là k
khi na là với là mắt che với là ý quá à, thì khi na có nghĩa là khô cạn, còn mắt che đó là mắt chát à, mà chia theo đối cách số nhiều à, mắt chát có nghĩa là con cá, còn palala đó mới là cái ao hay là cái hồ, mắt chát là con cá. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi. Acharitva Brahmacharyam là sau khi không sống đời sống phạm hạnh. Alattha Yobane Thanang. À, chúng tôi dịch theo cái kiểu văn xuôi hay xin thú vị không? Sau rồi cái mình phải cái Alattha Yobane Thanang sau khi không có được hay là không đạt được tài sản trong thời trẻ. Thì chinh á côn cha quá giống như những con cò già cha giam đi đang bị tiều tụy hay là đang đang bị tiều tụy hay là đang bị khô héo thì phải cái khi nó mắc chê quá pan la lê giống như hay là ví như ở trong ao mà không có cá hay là không có những con cá ở trong ao hồ. Chúng tôi dịch cho quý vị nắm được chưa? À, đó là chúng tôi dịch theo cái kiểu văn Bali. Rồi chúng ta có thể sử dụng cái năm văn chương của mình để mình gọt giũa lại nghe cho nó êm tai hay gì gì đó. Đó còn chúng tôi căn cứ theo cái từ ngữ nè, rồi văn phong Bali để chúng tôi dịch văn xuôi là như vậy. Đọc từng chậm lại. Đoạn thứ nhất nè. Acharitva Brahmacharyam là sau khi không sống đời sống phạm hạnh. Phải. Alattha Yobane Thanang sau khi không đạt được tài sản ở thời trẻ. Phải. Chinnakuncha Vachayanti thì giống như những con cò già đang tiều tụy. Đang tiều tụy. Pan lá lê là trong ao hay là bên cái ao. Khi nó mắc chê quá, không có hay là khô cạn tôm cá. Đó, tôm cá đó là mình dịch cho nó thoát quá, ha, chứ còn mắc chá chỉ là con cá thôi. Đó, dịch vậy cũng được. Hoặc là tới chai giam tiết mình phải một cái ha. Khi nó mắc chê quá pa lạ lê là giống như là ví như không có cá, không có cá ở trong ao. Đó, hai cách dịch vậy cũng được ha, hai cách dịch. Nếu chữ ê quá đó mà mình hiểu theo cái nghĩa đó là nhấn mạnh thì lúc bấy giờ cái đoạn thứ tư này đó trở thành là một cái trạng từ phrase, là một cái cụm trạng từ. Còn nếu chữ ý quá đây đó mà mình lấy nghĩa luôn đó, thì cái đoạn thứ bốn này đó là một cái ví dụ. Rồi tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức, xin được kính mời quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang avivadhemi.
sa vạc ca sang khô sang khăng nạ ma mi nạ ma tu ra ta na ta ya sa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại rừng Pháp Cú Kinh, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Bài học hôm nay chúng ta học là câu kệ Pháp Cú số 155. Câu kệ này cùng với một câu kệ nữa là câu kệ Pháp Cú số 156. Hai câu kệ này có cùng một duyên sự. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại vườn Lộc Uyển. Đề cập đến đôi vợ chồng trẻ, con của một ông Á Hộ, Mahathana, tức là con của một cái người có nhiều tài sản. Maha là lớn, là nhiều, Thana là tài sản. Vào thời kỳ Đức Phật, ở trong thành Varanasi, có một gia đình nọ rất là giàu có, được cái danh xưng là gia đình Bá Hộ. Nhưng mà gia đình này đó thì sinh ra chỉ được có một người con trai thôi. Và ông Bá Hộ này đó là vì do ổng là Bá Hộ, có danh vọng địa vị ở trong xã hội, thành ra đó là cũng được tham gia ở trong triều đình. Rồi con của ổng sau này nè cũng được kế thừa cái chức danh của người cha mình. Thời phong kiến là vậy đó, xin lỗi vậy. Thì ông Bá Hộ này đó, ông nghĩ rằng gia đình mình giàu có vậy, giờ có một đứa con trai độc nhất, thì mình thương nó, thành ra là gì? Cung phụng cho nó ăn xài thoải mái. Bây giờ mà cho nó đi học hành thì tội cho nó. Thành ra đó là không có cho con học nghề nghiệp, học chữ chi chi cả, mà chỉ cho con đó học cách để tiêu xài cái tài sản đó thôi. Rồi thành kế bên, cái thành tỉnh thành đối diện cũng có gia đình một cái ông Bá Hộ giàu có tương xứng vậy. Rồi cái gia đình của ông Bá Hộ đó cũng lại có độc nhất một cô con gái thôi. Và cũng có cái ý nghĩ giống như là ông Bá Hộ này, rằng mình là giàu có vậy thì thành ra đâu có cần thiết là phải cho con gái của mình đó là học chữ nghĩa, học nghiệp nghệ, để mà nó tự làm lợi cho nó tự làm lợi cho bà con, tự làm lợi cho tha nhân, mà cũng chỉ cho con của mình học cách để tiêu tiền thôi, tiêu cái của cải tài sản vật chất đó. Và hai cô cậu này lớn lên thì hai gia đình mới giận vợ gả chồng cho hai người này. Hai người này sát lại với nhau để trở thành vợ chồng. Rồi xin thưa quý vị đó, một thời gian sau thì là cha mẹ qua đời. Thành thử ra đó là hai vợ chồng này hưởng trọn gia tài của cả hai bên. Và hưởng
trọn luôn danh xưng của cha mình. Thì cũng đi dạo trong triều vậy. Nhưng mà bây giờ đó là lớn rồi, xin thú vị ha, đã trở thành chồng rồi, vợ rồi, nên lớn rồi. Mà không có chữ nghĩa chi cả, không có nghề nghiệp chi cả. Thì bây giờ đó, những cái lần mà đi dạo trong triều gì đó, thì gặp trai gái làng, những cái người mà ngồi lê đôi mắt nè, rảnh rỗi sinh nông nổi đó, cái để ý ngắm thấy rằng cái cậu công tử này nè là con nhà giàu có, mà cái đầu óc là hột tiêu đó, thì thành thử ra đó là lên cái kế hoạch dụ dỗ để kéo cái cậu công tử này về phe của mình. Từ chỗ đó đó mà mình sẽ có được cái ăn cái xài. Cho nên đó là cậu công tử đó đi vào trong triều về, thì bắt đầu đó là những người đó đó họ mới rủ rê rượu chè, rủ rê bài bạc, rủ rê đàn điệp. Thì cậu công tử này dính hết, xin thưa quý vị, chẳng những cậu công tử này dính mà người vợ cũng dính luôn. Là rượu chè nè, bài bạc nè, đàn điếm nè, rồi là bạn hát nó xin thú vị, là những cái người mà rảnh rỗi sinh nông nổi đó, đó là những bạn hát. Thì xin thưa với quý vị, đây là bốn cái pháp, bốn cái pháp, rượu chè nè, bài bạc nè, đàn điếm nè, bạn hát nè. Đây là bốn pháp, hay là bốn đặc tính dẫn đến tiêu vong hay là tiêu hoại tài sản. Thì hai vợ chồng trẻ này dính hết. Bản thân mình đã ăn xài rồi nè, bây giờ có thêm một đám bạn nữa nó ăn xài phụ nữa đó, thì thử hỏi với quý vị đó là tài sản cha ông bà cha mẹ để lại đó còn không? Người xưa mình họ nói tọa thực ra sơn cũng phải băng mà. Một mình thực thôi đó thì sơn đã băng rồi, mà này còn thêm một đám hay là một nhóm bạn ác cùng cùng thực dùm nữa đó thì mau băng nữa. Cho nên lớn lên hơi trung trung chuyển sang lão niên tí đó là xin thưa quý vị ha, tài sản ha, nhà đất đai nè, nhà cửa nè, không còn bất kỳ một cái chi cả. Hai vợ chồng bấy giờ đó có thể nói đó là chỉ còn có một cái bộ đồ thôi ở trên người thôi. Và rồi nè, vì do từ nhỏ cho tới giờ đó không có học chữ nghĩa, không có nghề nghiệp, thành ra đó là đâu có biết làm cái gì đâu. Đi làm thuê như là cắt lúa nè, hay là khuân vác, làm cúng nậu. Bởi vì ăn tiêu xài, ăn chơi từ bé tới giờ, thành ra đó là thành ra công tử, trở thành công tử bột rồi, đâu có đủ sức lực đâu mà đi làm những cái việc đó. Như ngày nay đó chắc có thể là đi bán vé số rồi được. Thì không còn khả năng lao động, thì thành ra đó là hai vợ chồng mới gia nhập cai bang. Vợ cầm cái muỗng dùa, chồng cầm cái muỗng dùa ha, hoặc là cái tô bể, cái chén bể gì đó, cầm cái gậy, cái mới lây lứt chỗ này sang chỗ kia, nhờ tình thương mến thương của người khác bố thí cho cái chi thì ăn cái đó. Và lần mòn hai người này đi ngang qua chùa Kỳ Viên, thì Đức Thế Tôn đó thấy vậy đó, cái ngài mới mỉm cười. Tôn giả Ananda thấy vậy cái thành ra đó là mới hỏi lý do tại sao ngài cười. Đức Thế Tôn ngài mới nói rằng, mẹ Ananda, ngươi hãy nhìn xem, cái vị công tử con của cái ông bá hộ trong thành này nè, đã phung phí hết hai tài sản, tức là tài sản bên vợ, tài sản bên mình và tài sản bên vợ. Rồi bây giờ nè, dắt vợ đi xin ăn,
như vậy đó. Đó là ngài chỉ cho cái hình ảnh của hai vợ chồng của cái người giàu có từ xưa kia là giàu có đó. À, cái ngài mới nói tiếp nữa, giá như lúc thiếu niên đó, mà cái cậu công tử này nè đừng có phung phí của cải, rồi siêng năng lao động, thì sẽ trở thành đệ nhất bá hộ ở thành này. Còn nếu như đó mà đi tu thì sẽ đắc được quả A-la-hán, rồi người vợ đó thì sẽ đắc được quả A-na-hàm. Rồi giá như đó mà bỏ qua cái thời thiếu niên đó đi, đến thời trung niên đó, mà cậu này cũng có thể ăn năn hối cải nè, hoặc là nhìn nhận lại đó cái sai của mình ở trong cuộc đời đó, rồi ha, đừng có phung phí của cải, mà siêng năng lao động đó, thì có thể trở thành đệ nhị bá hộ ở trong cái thành này. Còn nếu như mà đi tu đó thì sẽ đắc được quả A-la-hàm, tức là bậc tam quả. Còn vợ đó thì đắc được quả Tư-đà-hàm, tức là nhị quả. Rồi ha, giả sử như bỏ qua hai thời đó đi, mà đến cái lúc lão niên đó, đừng có phung phí của cải, siêng năng lao động nữa, thì cũng sẽ trở thành đệ tam bá hộ ở trong cái thành này. Còn nếu như mà đi tu đó thì đắc được quả Tư Đà Hàm, tức là nhi quả. Còn người vợ đó thì trở thành bậc Tu Đà Quần, tức là người sơ quả. Người sơ quả. Nhưng mà bây giờ nè, cái cậu công tử đó đó ha, đã bỏ qua cả tài sản, nhân sản, rồi bỏ qua luôn cả thanh sản, thành ra đó là phải chịu đói khát, y như là cái con già, con cò già mà đứng ở dưới cái ao, mà cái ao đó nó khô cạn, không còn tôm cá gì hết. Nói vậy xong, Đức Thế Tôn này mới thuyết lên một loạt hai câu kệ. Hôm nay chúng ta học câu kệ đầu. Đức Thế Tôn ngài thuyết: Acharitva Brahmachariyam Alathayopane Thanang Chinna Kuncha Vachayanti Khina Machewa Palale. Và câu kệ này được ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao, ủ rũ không tô cá. Còn ngài Tâm Cao thì dịch là: trẻ không sớm biết tu hành, chẳng lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có, xanh xao chết mòn. Rồi có một cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa, thì mong qua ba cái bản dịch này bà con chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali này, cùng với những cái gợi ý ở trong duyên sự mà chúng tôi vừa mới trình bày. Vậy thì xin thưa với bà con là câu kệ này nè, Đức Thế Tôn ngài dạy cho chúng ta cái chi. Rồi qua câu kệ này nè, chúng ta cần phải sống ra làm sao? Thì đó là những cái vấn đề chúng tôi cùng với bà con chúng ta phân tích, tìm hiểu. Câu kệ này nằm ở trong phẩm già. Thành ra đó là Đức Thế Tôn ngài mới đưa ra cái hình ảnh ẩn dụ, ví dụ cho chúng ta thấy là cái con cò già mà nó đang tiều tụy. Nó đang tiều tụy đó ở bên cái ao, mà cái ao đó lại không có còn cá chi cả.
Đó thì khi mà nói đến cái con cò già nè, thì chúng ta hiểu con cò mà ở trong văn học của Việt Nam đó, khi nói đến đó, ha, thì là chúng ta sẽ liên tưởng đến đời sống cơ cực, khó khăn, vất vả. Đó mà bây giờ lại già nữa nè, rồi là ở bên cái ao mà không có tôm cá, có nghĩa đó là sở hữu một cái thân già, hết sức lao động nè, và hết phước vật, hết phước trí luôn. Dạ, hết phước trí luôn.